Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái plugin ánh sáng chắp cúp Particular cho After Effects. Thì cài đặt plugin trong After Effects ấy, thì nó thường có hai kiểu, một là các bạn phải cài crack và hai là các bạn thế copy và các bạn paste vào phần plugin của After Effects là ok. Thì cái plugin chắp cốt như này thì nó đơn giản, chỉ cần copy và paste là được. Thì điều đầu tiên đây là các bạn sẽ cần mở được cái bộ cài lên. Mình sẽ cho các bạn bộ cài trên link. Thì các bạn sẽ download về. Các bạn ví dụ như mình sẽ để ở trong ổ setup chẳng hạn, các bạn đợi mình một tí. Mình sẽ để trong Adobe CC 015 After phần mềm đi kèm plugin. Đâu nhỉ? Đây plugin đây, mình sẽ có Optical Flare. Thì nếu như bạn để ý thì khi bạn download về là nó sẽ có mục là link xem hướng dẫn cài, rồi các bạn mở lên các bạn xem này. Còn nếu không thì đơn giản là thế này thôi, các bạn chỉ cần mở đến bộ cài nhé, các bạn tìm đến cái mục Optical Flare đấy, các bạn copy nguyên cái Optical Flare này, copy này đấy nhá, copy này nhá. Sau đó các bạn tìm đến cái plugin, đến cái mục plugin ở trong After Effects là được. Thì có hai cách tìm, một là các bạn sẽ vào ổ C, xong các bạn mở mở vào lâu, tốt nhất là các bạn như này, các bạn mở vào cái cửa sổ, các bạn chuột phải vào icon Adobe After Effects, các bạn chọn Open File Location, mở vị trí gì nhỉ, lưu shortcut này. Ở đây nó mới chỉ là shortcut thôi, các bạn lại chuột phải tiếp, lại open file location một lần nữa, thì đây sẽ là cái phần bộ cài của After Effects trong máy tính, ở trong ổ C Program File Adobe đây, After Effects và Support File. Thì các bạn tìm đến cái mục plugin LL này, các bạn tìm trong phần đấy plugin đây, OP plugin. Các bạn mở lên và các bạn chuột phải chọn paste thôi. Sau khi paste thì nó sẽ có cái mục Optical Flare. Đấy. Các bạn ấn, nó hỏi mấy cái linh tinh thì các bạn ấn yes. Đấy, ví dụ thế nhá. Đấy, nó hỏi là đây cái này của mình có rồi nên là nó hỏi có thay thế không, thôi mình không thay nữa. Thì sau khi xong này rồi thì các bạn tắt đi, các bạn tắt After Effects, các bạn khởi động lại là sẽ có plugin. Đây mình sẽ mở After Effects lên như này, thì giới thiệu luôn cho các bạn cách sử dụng không gì khó cả. Khi bạn mở After Effects lên ấy, thì đầu tiên các bạn sẽ tạo một cái com này, mình sẽ tạo đây, mình sẽ tạo lấy một cái footage, ví dụ như cái này nhá, cái này kinh quá, đây Aquaman chẳng hạn, Aquaman đi đấy, composition ok. Để sau đó thì các bạn kinh đúc và các bạn làm việc plugin ấy, thì thường ấy, các bạn nên lưu một cái solid để cho cái solid đấy nó chứa cái plugin. Các bạn sẽ vào Effect và các bạn chọn Visual Copilot, các bạn chọn Optical Flare. Đây thì mình cài ba cái, nó có ba cái, còn nếu bạn cài một cái nó chỉ có cái Optical Flare thôi. Mở đây nó khởi động lúc rồi bắt đầu nó lên một cái ánh sáng như này. Bên trái sẽ là cái cột các bạn chỉnh sửa. Thì các bạn có reset option và thông tin về cái sản phẩm này, thì các bạn chọn option tùy chỉnh này. Thì đây nó sẽ có cho các bạn là các cái cài đặt, ví dụ như các bạn có các cái gói, các bạn thể chọn gói về Live Motion Graphics hoặc là Network, ví dụ mình chọn Motion Graphics này đúng không? Đấy thì các bạn sẽ có những cái như thế này. Các bạn thích gì thì các bạn chỉnh thêm mấy cái này nhá, bật tắt, ẩn hiện. Sau đó các bạn ấn OK. Thì đây mình bởi vì mình làm trên cái solid màu đen ấy, nên là nó sẽ che cái phần bên dưới đi. Có hai cách để các bạn hiển thị bên dưới, một là các bạn sẽ chọn hòa trộn, ấn F4 để ra hòa trộn, bạn chọn screen chẳng hạn, đấy thì nó sẽ hiển thị này. Còn nếu không thì các bạn cứ để normal và các bạn tìm cái mục hiệu ứng của Optical Flare, các bạn sẽ chọn mục là render, là chế độ xuất ra này, thì các bạn chọn là on black là nền đen, on transparent sẽ là cái gì nhỉ, trong suốt chẳng hạn, đó thì các bạn thấy này đúng không, on transparent. Đấy, thì ở đây mình di chuyển đây, thì đây nó có mấy cái key thôi, các bạn chỉnh hết mấy cái này nhá. Mình sẽ đây position đây, đây và đến khoảng độ 1 giây thì các bạn sẽ nhấc cái này sang cái này chẳng hạn. Thì có hai cách di chuyển, một là kéo đây cũng được thì nó sẽ chạy thành này, đây mình chốt này quên mất, ở 0 giây sẽ ở đây và ở 1 giây sẽ ở đây chẳng hạn, thì các bạn kéo này nó cũng thành di chuyển rồi. Đấy,
nếu mà các bạn thích cái khác ấy thì ví dụ như bạn ở 1 giây đang ở đây, đến khoảng độ 1 giây 15 các bạn muốn ra chỗ khác thì bạn bấm vào cái tâm này này, các bạn tích ra chỗ khác là được. Ví dụ các bạn tích vào đây nhá, đấy, các bạn tích vào đây chẳng hạn, ok rồi thì các bạn sẽ có 0 1 1 2 đúng không? Thế thôi, rất đơn giản. Muốn chỉnh sửa thì lại vào option đúng không? Tất cả những cái này các bạn có thể chỉnh sửa, ví dụ là tăng mấy cái linh tinh lên, chả biết cái này là cái gì đúng không, tăng bừa đi. Đấy, glow là độ sáng này, glow này, đấy, có rất nhiều màu sắc, màu gì các bạn thích, màu hương chẳng hạn, màu vừa ghê quá, màu xanh ấy, ok. Đấy, tất cả những cái này thì mình chỉnh phát là nó thấy luôn, nên là không có gì mà nói cả. Rồi, ok, đấy nhá, thì đấy là plugin. Những cái này thì máy thường không có yêu cầu, các bạn sẽ phải cài thêm vào. Chúc bạn thành công, mình Nguyễn Đức Hùng RT thì ra.